Chào mừng các bạn đến với kênh review sức khỏe mỗi ngày cùng HCT. Trên tay của mình đây là Blamos Multivitamin for Men, viên uống vitamin tổng hợp cho nam giới của Úc với thành phần pha trộn toàn diện của 23 dưỡng chất, được thiết kế hỗ trợ cho sức khỏe và tinh thần, từ đó hỗ trợ phản ứng lành mạnh với căng thẳng của cơ thể, tăng cường sản xuất năng lượng và chức năng tình dục khỏe mạnh. Và bây giờ mình sẽ review chi tiết bên ngoài của sản phẩm. Một chủ đạo của Blamos Multivitamin for Men, được dán thông tin bên ngoài là màu trắng và có màu xanh lá ở bên dưới. Và loại sản phẩm được làm bằng thủy tinh, màu nâu dạng thông suốt, rất chắc chắn, trang trọng và lịch sự. Đây là tem phụ có bổ sung thông tin bằng tiếng Việt, có thông tin, thành phần, công dụng, cách dùng và lưu ý của sản phẩm. Đây là mắt vạch của sản phẩm và bên dưới là hạn sử dụng của sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ mở nọ để xem nó bên trong nhé. Nọ chứa 60 viên và bị uống bên trong là dạng nén rất dễ uống, bổ sung 23 dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Và thành phần chính có trong bên uống vitamin tổng hợp cho nam giới Blamos là vitamin B1 1,5mg, vitamin B2 1,3mg, vitamin B6 1,6mg, vitamin C 45mg, vitamin E 14,9U 12,3mg, sắt fumarat 15,7mg, lycopene 2mg, thiamosit 17,4mg, magie oxit nặng 87,5mg, mangan sulfat monohydrat 10,8mg, đầu sulfat pentahydrat 3,3mg, canxi carbonate 250mg, lycopene 16mg, canxi lanthanum sulfate 6,5mg, inositol 25mg. Với những thành phần ưu việt trên thì viên uống vitamin tổng hợp cho nam giới Blamos có công dụng bổ sung vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể hàng ngày. Công thức đặc biệt với công nghệ phát hành bền vững để cung cấp năng lượng lâu dài đến 8 giờ một ngày, hỗ trợ phản ứng lành mạnh và căng thẳng trong cơ thể, hỗ trợ sản xuất năng lượng và phục hồi sau khi tập thể dục ở những người có chế độ ăn uống không đủ, hỗ trợ chức năng tình dục khỏe mạnh và sức khỏe hệ thống sinh sản, hỗ trợ chức năng nhận thức và sức khỏe hệ thống miễn dịch, hỗ trợ mức testosterone và chức năng tâm thần, hỗ trợ chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, hỗ trợ giảm các gốc tự do gây hại cho tế bào cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe hàng ngày và phúc lợi nói chung. Và đối tượng sử dụng viên uống vitamin tổng hợp cho nam giới là người thể thao với cường độ cao, nam giới cần nâng cao sức khỏe và cải thiện sinh lý, nam giới hay dùng rượu bia và thuốc lá, nam giới muốn tăng cường sức khỏe tổng thể và phòng ngừa nhiều bệnh lý. Và cách dùng vitamin tổng hợp cho nam giới Blamos là để uống một viên trong khi ăn, và các bạn đi uống vào buổi sáng để cải thiện tốt nhất chức năng của sản phẩm. Và lưu ý của viên uống vitamin tổng hợp cho nam của Blamos là không sử dụng cho trẻ dưới 15 tuổi. Sản phẩm có chứa đậu nành và sunfit. Bổ sung vitamin không thể thay thế cho khẩu phần ăn cân bằng. Không sử dụng cho người mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bảo quản nơi khô ráo, tránh sáng trực tiếp. Vì Blamos Multivitamin for Men là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc, do đó mức độ hiệu quả nhanh hay chậm là tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Để tư vấn thêm về sản phẩm, các bạn muốn nào liên hệ đến hotline bên mình 0978 96 2356 hoặc truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Video review đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho bên mình một like, một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.